Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 2, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân vốn vay tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2022-2023. Theo nghị quyết số 11 Chính phủ ngày 30 tháng 1 năm 2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, sự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Sự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ghi nhận kết quả trong công tác giải ngân vốn vay tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, sau một năm triển khai nghị quyết số 14 Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng đạt trên 16.000 tỷ đồng, với gần 300.000 lượt khách hàng được vay vốn. Trong đó, chương trình cho vay học sinh, sinh viên, mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến đạt 827 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội đạt 4.032 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ việc làm đạt 10.000 tỷ đồng, cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đạt 194 tỷ đồng. Đồng chí Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị các địa phương tiếp tục cân đối ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội nhằm bổ sung nguồn vốn để cho vay các đối tượng chính sách. Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng cần cho vay kịp thời, đúng đối tượng, kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, hoạt động nhận ủy thác của các tổ chức chính trị xã hội, tiếp tục rà soát, xác định nhu cầu vốn theo nghị quyết số 11 của Chính phủ để làm cơ sở triển khai thực hiện.